Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn khoa học lớp 4, bài số 48. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ học bài 48 ánh sáng cần cho sự sống phần tiếp theo nhé. Trước hết là trò chơi chính là bịt mắt bắt dê. Như vậy ở đây, ở trò chơi này mình thấy là nếu mà dùng ở nhưng mình sẽ dùng một cái khăn để cho bịt mắt lại. Thì khi bịt mắt lờ thì mình sẽ không thấy gì nữa. Là không, do ánh sáng không chiếu vào được mắt ta nên ta sẽ không thấy được gì nữa. Giờ tiếp theo là một câu hỏi. Hãy tưởng tượng cuộc sống của con người sẽ ra sao nếu không có ánh sáng mặt trời, đúng không? Giờ trước khi trả lời câu hỏi này, mình sẽ xem hình phía dưới đây nha. Như vậy là có ánh sáng mặt trời thì mình mới thấy được mọi vật, đúng không? Mình sẽ thấy được hình ảnh, màu sắc, hình dáng này kia, đúng không? Rồi sau khi xem hình xong mình trả lời nha. Nếu mặt trời không chiếu sáng, khi đó thì khắp nơi sẽ tối đen như mực. Chúng ta sẽ không nhìn thấy mọi vật, đúng không? Con người sẽ không nhìn thấy mọi vật, không tìm được thức ăn, nước uống. Động vật sẽ tấn công con người, bệnh tật sẽ làm con người yếu đuối hoặc có thể chết, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo, nếu mặt trời không chiếu sáng thì đó khắp nơi sẽ tối đen như mực. Chúng ta sẽ không nhìn thấy màu vàng. Ánh sáng tác động lên mọi chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Nó giúp chúng ta có thức ăn, sưởi ấm chúng ta và cho ta sức khỏe. Nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên nhé. Giờ tiếp theo là một câu hỏi. Hãy tưởng tượng loài vật sẽ ra sao nếu không có ánh sáng nhé. Giờ như vậy là trước khi trả lời câu hỏi này thì mình sẽ xem các hình. Như vậy là hình số 3 thì mình thấy là đàn chim đang di chuyển, đúng không? Như vậy nếu mà không có ánh sáng thì sẽ loài vật không thể bay được, chim không thể bay, di chuyển được nhé. Không tìm được thức ăn, nước uống và không phát ra hiện ra được những hiểm nguy càng tránh, đúng không? Tiếp theo là hình số 4 và hình số 5. Thì nếu mà không có ánh sáng thì những loài vật săn mồi thì sẽ không thể tìm được thức ăn và nước uống cho mình, đúng không? Đây là loài vật này đang tìm thức uống để tìm thức ăn nhé. Giờ sau khi xem hình xong mình trả lời câu hỏi. Hãy tưởng tượng loài vật sẽ ra sao nếu không có ánh sáng thì mình trả lời là: nếu không có ánh sáng loài vật sẽ không thể di chuyển, không tìm được thức ăn này, nước uống và không phát hiện ra những hiểm nguy càng trắng, ngoài ra còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số loài động vật. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo, loài vật cần ánh sáng để di chuyển, để tìm thức ăn, tìm nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm càng trắng. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật. Ví dụ người ta dùng ánh sáng điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà ăn được nhiều và chóng tăng cân và đẻ được nhiều trứng nha. Như vậy là để tăng sức trứng gà thì người ta sẽ dùng ánh sáng điện chiếu sáng để kéo thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà ăn được nhiều hơn và sẽ tăng cân nhanh hơn và đẻ sẽ được nhiều trứng hơn, đúng không? Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết của bài học hôm nay, mà thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời trong các câu trong vở bài tập luôn nha. Giờ vở bài tập câu số 1. Phân vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất nha. Như vậy là câu 1.1, con người cần ánh sáng để làm gì nè? Như vậy câu A là ánh sáng giúp con người nhìn rõ mọi vật, nhận biết thế giới, hình ảnh, màu sắc. Câu B là ánh sáng giúp con người khỏe mạnh, đúng không? Câu C là ánh sáng giúp cho thực vật sinh tốt, nhờ đó con người có được thức ăn từ thực vật. Và câu D sẽ là tất cả những ý trên. Như vậy mình thấy là nhờ có ánh sáng sẽ giúp con người nhìn thấy mọi vật, nhận biết thế giới, hình ảnh, màu sắc. Để câu này đúng không? Câu B là ánh sáng giúp con người khỏe mạnh, câu này cũng đúng. Câu C, ánh sáng giúp cho thực vật sinh tốt, nhờ đó con người có được thức ăn từ thực vật, câu này cũng đúng. Như vậy là
Câu 1.1 mình sẽ chọn đáp án D nha. Tất cả ý trên đều đúng. Tiếp theo là 1.2. Động vật cần ánh sáng vì câu A là ánh sáng giúp động vật nhìn rõ mọi vật. Câu này đúng nè. Ánh sáng giúp động vật khỏe mạnh. Câu này cũng đúng luôn. Ánh sáng giúp cho thực vật sinh tốt, nhờ đó động vật có được thức ăn từ thực vật. Câu này cũng đúng đó. Như vậy mình thấy là tất cả những ý trên đều đúng. Như vậy 1.2 mình cũng chọn đáp án D nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2. Viết chữ D vào ô chấm trước câu trả lời đúng và chữ S vào ô chấm trước câu trả lời sai. Trước hết câu thứ nhất. Con người có thể làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng mặt trời. Như vậy là theo các em thì câu này đúng hay sai nè? Như vậy là con người có thể làm ra ánh sáng nhân tạo nhưng mà ánh sáng mặt trời cũng cần thiết đúng không? Cũng rất quan trọng nha. Ánh sáng nhân tạo thì không thể thay thế được ánh sáng mặt trời nha. Như vậy đây là câu sai. Tiếp theo là câu thứ hai. Nhờ có ánh sáng mặt trời mà thực vật xanh tốt, người và động vật khỏe mạnh. Như vậy đây là câu đúng nha. Nhờ có ánh sáng nha mà con người và các động vật có sức khỏe, có khỏe mạnh được nha. Tiếp theo là câu số 3. Chỉ có những động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng đó mặt trời. Như vậy đây là câu không đúng. Dù là kiếm ăn ban ngày hay ban đêm thì động vật cũng cần có ánh sáng mặt trời đúng không? Để sưởi ấm, để tìm kiếm thức ăn đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 3, nói tên các con vật có thời gian kiếm ăn, nói với thời gian kiếm ăn của chúng nha. Như vậy mình thấy là thời gian kiếm ăn có thể là ban ngày và ban đêm. Tên con vật, mình xem vật con vật đó kiếm ăn vào ban ngày hay ban đêm nha. Trước hết là con sư tử. Mình biết là sư tử là con này là ăn thịt các động vật khác đúng không? Như vậy là loài này sẽ kiếm ăn vào ban ngày đúng không? Tiếp theo là con gà. Con quệ gà thì cũng kiếm ăn, nó sẽ đào bới đất đi tìm thức ăn cũng vào ban ngày luôn. Tiếp theo là con chuột. Con chuột thì sẽ kiếm ăn vào ban đêm đúng không? Nếu mà nó kiếm ăn vào ban ngày thì sẽ bị người hoặc các động vật khác ăn thịt chúng đúng không? Nên chúng phải buộc kiếm ăn vào ban đêm đúng không? Khi mà ban đêm mà đêm buông xuống, người ngủ hết thì chuột mới dám về kiếm ăn đúng không? Tiếp theo là trâu bò. Trâu bò thì sẽ kiếm ăn vào ban ngày đúng không? Trâu bò thì sẽ ăn cỏ nên sẽ kiếm ăn vào ban ngày nha. Tiếp theo là con cú. Con cú thường mình chỉ thấy nó vào ban đêm thôi, là do ban đêm nó mới bay ra ngoài kiếm ăn nha. Tiếp theo là con khô. Con khô thì coi là vật này sẽ ăn cỏ đúng không? Nên nó sẽ kiếm ăn vào ban ngày. Tiếp theo là chó sói. Chó sói là chủ yếu vào kiếm ăn vào ban đêm. Chó sói chỉ kiếm ăn vào ban đêm nha. Ban đêm buông xuống thì chó sói đi săn các động vật khác đúng không? Tiếp theo là con nai. Con nai thì cũng ăn cỏ nên kiếm ăn vào ban ngày nha. Con mèo. Mèo thì thường kiếm ăn vào ban đêm. Và mèo thường là sẽ ăn thịt chuột đúng không? Chuột ra ngoài vào ban đêm thì mèo cũng phải ra ngoài vào ban đêm thì mới ăn được con chuột đúng không? Còn tiếp theo là con vịt. Con vịt thì sẽ ăn, thường là ăn kiếm ăn vào ban ngày đúng không? Nó sẽ bơi trên các hồ, các ao và kiếm ăn và bằng ngàn nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bằng các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn. Tiếp theo là câu số 4. Phân bộ chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nha. Trong chăn nuôi người ta làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều, chống tăng cân và đẻ trứng nhiều nha, để nhiều trứng. Như vậy là câu A là tăng nhiệt độ. Đáp án B sẽ là tăng thời gian chiếu sáng. Và đáp án C là tăng khí oxy. Như vậy mình nhớ là để cho gà ăn nhiều chống tăng cân và để nhiều trứng thì mình sẽ tăng thời gian chiếu sáng nha. Đúng.
Vậy như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.